Nay biết làm gì cho các cậu bé xem bây giờ. Bí quá. Nghĩ ra gì hết. Đừng lo, đã có set quà trái cây siêu sáng tạo đến từ Leo Leo Kids tuôn trào ý tưởng. Bút và slime trái cây đẹp thế. Chuyện quà đặc biệt mà, hai slime trái cây tạo ra những hình thú không giới hạn. Hai bút viết đến đâu tuôn trào ý tưởng đến đó. Chỉ cần tham gia mini game của Leo Leo Kids bằng cách nhấp vào link anh để ở dưới mô tả hoặc là comment là sở hữu ngay những phần quà xinh xắn này. Ôi, Tóc Xanh đã nghĩ ra ý tưởng làm video cho ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm Slam Bing Su Hàn Quốc khổng lồ. Chào các cô bé thân yêu. Và như là anh đã vừa nghĩ ra một ý tưởng, đó chính là chúng ta hôm nay sẽ làm Slam Bing Su trái cây Hàn Quốc khổng lồ. Đây sẽ là lần đầu tiên anh làm Slam khổng lồ, một kích thước lớn, và làm dưới dạng một cái hộp bing su. Đầu tiên là các nguyên liệu chúng ta cần phải chuẩn bị. Hôm nay anh Tóc Xanh chuẩn bị là khổng lồ, anh làm cái phiên bản khổng lồ, cho nên là riêng hồ nước là phải mua đến mười mấy lọ luôn. Ê, wow. Không biết là mình cái hồ nước này chỉ là lớp nhỏ, đá nhỏ thôi. Lớp đá là đây chính mình là phần chính, đó chính là keo sữa. Ở đây anh đã chuẩn bị ba keo sữa tương đương 3 kg. Anh Tóc Xanh đã chuẩn bị các loại trái cây để ăn cùng Slam Bing Su, đó là các loại Slam hoa quả. Slam hoa quả đúng không? Mua lần trước một bỉm bỉm để làm lớp đá bào bên trên cho nó giấu. Đây là cái chỗ bỉm còn thừa, các em còn nhớ video hướng dẫn làm tuyết bằng bỉm em bé không? Thì tất nhiên là Bing Su liên quan rất là nhiều đến đá bào và tuyết, kem tuyết, cho nên là phải chuẩn bị bỉm. Mắt nghĩ hoài mà vẫn chưa nghĩ ra được là mình sẽ làm bing su hương vị trái cây nào. Thì đầu tiên anh bốn mắt thích vị dâu, sẽ làm vị dâu. À, chú ý là chúng ta cho nhiều màu vào nếu ai thích ăn chuối và ăn dâu điểm danh cho anh comment bình luận ở dưới. Ôi như ít quá ấy. Wow, vì màu nước không thể hỗ trợ được nên là sẽ phải cho màu thực phẩm vào.
dâu chuối. Wow. Bây giờ sẽ mix hai loại này vào. Mix nha. Hai loại này để làm thành một bát bingsu su dâu chuối nè. Wow, sẵn sàng chưa? Rồi, sẵn sàng đổ xà lan vào nhá. Wow. Wow. Wow, đẹp quá. Dâu chuối hai màu. Bây giờ anh Tóc Xanh sẽ làm thêm lớp và kem tuyết đá bào để lên trên cái phần đá, cái phần sinh tố dâu chuối là đã xong rồi. Bây giờ anh Tóc Xanh sẽ làm đến phần đá bào. Để làm phần đá bào thì chúng ta dùng toàn hồ nước thôi. Đây, chỉ dùng mỗi hồ nước thôi nhá. Thì chúng ta sẽ bó hết hồ nước vào. Bây giờ anh Tóc Xanh sẽ cho nước rửa tay vô. Rồi. Sau đó là sẽ không cho màu, mà chúng ta không cho màu, chúng ta chỉ cho dư miệng thôi. Chúng ta nhỏ một ít dư miệng vào. Đó. Sau khi làm xong slam tuyết, anh Tóc Xanh nhẹ nhàng đặt slam tuyết trắng ở giữa bát bingsu su khổng lồ. Sau đó thì chúng ta dùng thêm một ít ra tuyết, số tuyết còn lại từ bỉm, và chúng ta đặt lên trang trí. Chúng ta rắc rắc lên để cho cái bát bingsu su của chúng ta nhìn nó hấp dẫn hơn. Rồi. Khâu cuối cùng đó là anh Tóc Xanh sẽ sử dụng những hộp slam nhỏ trái cây. Đây là slam trái cây nhỏ này. Anh Tóc Xanh sẽ sử dụng để trang trí và bát bingsu. Trái cây thì chúng ta đặt lên trên cái phần tuyết ở giữa. Đây chính là cách người ta trang trí bát bingsu bình thường. Làm bingsu Hàn Quốc rồi thì bây giờ chúng ta phải chơi thôi. Mặc dù rất tiếc nhưng mà anh Tóc Xanh vẫn phải chơi thử chứ. Chẳng lẽ làm slam ra xong chỉ ngắm không chơi ư? Thì chúng ta sẽ chơi nhá. Đầu tiên để chơi slam bingsu Hàn Quốc thì chúng ta bỏ mấy trái cây ra đã. Vì trái cây này thì vẫn là slam bên trong thôi. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta vẫn chơi như slam bình thường. Bây giờ anh Tóc Xanh sẽ chơi slam bên dâu. Slam bên dâu thì đặc hơn, đặc biệt không dính tay. Nếu mà chơi thì chúng ta sẽ bị lẫn hai màu vào với nhau, nhưng mà kệ. Chơi slam bingsu này rất là đã và mát, bởi vì có lớp tuyết. Lớp tuyết này rất là nhìn giống thật và mát. Sau khi chúng ta mix hai cái màu này với nhau thì nó sẽ ra màu dâu chuối, nửa dâu nửa chuối, nhưng mà cũng đẹp chứ không xấu. Anh Tóc Xanh chơi mà mỏi tay quá, chắc là các em nên làm phiên bản bé thôi.
để dễ chơi. Phiên bản to thế này chơi khó hơn phiên bản bé. Các em hãy thử làm slam bingsu Hàn Quốc ở nhà nhá. Nếu mà thành công thì hãy cho anh Tóc Xanh xem kết quả ở Facebook. Các em ơi, nếu muốn nhận quà miễn phí thì đừng quên vào Leo Leo Kids để tham gia mini game mới nhất của Leo Leo Kids nhá. Còn bây giờ thì anh Tóc Xanh sẽ đem cất slam này chia nhỏ và cất đi. Bye bye.